bảo chứng ra sao này chứ hiểu không? Dạ. Nhưng mà mình lớn là sao càng tốt. Đi làm cái gì mà? Bộ nó bộ rất nhiều càng tốt. Bây giờ mình sẽ cắt các kiểu này cũng cái chấm chấm nhiệt nhưng mà nó qua đây là thôi. Và cái kiểu này cắt xong rồi thì từng cao lên nữa là cái gì? Thấy không? Còn này là từng thấp. Ba vừa mới có đó thôi. Họ cũng cả tập trung hơi đi. Rồi sau khi mà mình cắt xong rồi này là em sẽ kéo cái hàng đó cũng nhỏ. Cái hàng ở khoảng chừng 10-20. Rồi sau đó em bóng tiêu cho đây. Đây phải là chị em bóng cái này của em thôi. Đây như thế này. Bóng sâu chứ không có bóng. Nè bóng sâu thì em sẽ thấy rồi. Nè bây giờ bên nửa bên đây nó dài đúng đây nó mỏng. Thấy không? Là nó mỏng thôi chứ nó không không hiện tượng nữa, đúng không? Chưa? Nếu mà chị ba về nói chị ba là đi cái đầu hồ bơi hồ sâu đúng không? Đi thẳng vô canteen có cái đường vẹo qua phòng 56-89 vô đi chưa? Phòng 29 thì chị ba biết rồi đó. Đừng có đi qua phía bên kia phía bên đầu hồ bơi hồ sâu đó. Đi thẳng vô cái canteen là có cái phòng đó là vô kiến. Đi chưa? Rồi con. Trời nó buông vậy biết cũng nhìn ra. Học trò nó buông vậy biết nhìn ra. Phòng 29 nó mở cửa vô luôn. Chứ ngồi điện lại. Đâu có cửa hả?
khách phải vô một mắt cửa là ra. Nếu ta có thể tập trung một người thôi. Mà lần đi tổng đi không qua, không kia không được. Không được được. Căng tin nó cũng không biết được. Chị vậy thì không. Được chưa? Thế biết cái làm chưa? Làm gì? Cái không biết cái làm không? Dạ, không muốn làm nữa. Làm không, rồi nó tối nó về, đánh bộp đầu. Cái ghế chúng ta sắp xuống. Vậy đó. Cái chân đi. 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 Cái chân đi